Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay mình lại xả kho cho anh em, số lượng khủng cho anh em luôn. Đủ tất cả các dòng, xe gì cũng có luôn. Có nhu cầu mua thì tranh thủ thời gian, sắp kỳ lương rồi mà anh em. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay có anh Thảo, sẽ hỗ trợ giới thiệu mình Thảo. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục em xả một lô xe cho mọi người. Mọi người thấy xe về nhiều không? Má, một kho xe luôn, hôm qua mới về chắc mấy hơn 200 xe nữa mọi người nha. Là thì hôm nay giá cực kỳ mềm luôn, tại vì nhập về nhiều nên là số lượng cực kỳ mềm cho mọi người luôn nha. Thì đây là future nè mọi người, future về được này, future về khá là nhiều mọi người nhé, bánh căm mọi người nha, 34 triệu mọi người nha, đó bao VAT cho anh em luôn. Góp thì đưa trước tầm khoảng 3 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Rút mẫu mới nha, rút mẫu mới 2024-22 cũ mọi người nha, đó mẫu mới 2024 luôn. AB. Còn AB thì được này về là cái đời 2023 này là 40 mọi người nha, đó bao VAT luôn. Góp thì đưa trước tầm khoảng 5 triệu là nhận xe nha. Ở trong này thì cũng có quay alpha mọi người nè. Quay alpha hiện tại giá là 18 triệu mọi người nha. Còn future bánh mâm thì hiện tại giá 37 triệu, giảm 1 triệu còn 36 nha mọi người. Đó. Còn Vision thì một thiên đường luôn mọi người nha. Vision một thiên đường luôn nha. Đó. Thì nếu mà bản tiêu chuẩn á, thì 30 triệu thôi mọi người nha. Cao cấp thì 32, còn nếu anh em lấy bản cổ điển như vậy á, 2024 thì là 35 mọi người nha. Đối okay. Với Vision á, thì anh em mua góp thì đưa trước tầm khoảng là 2 triệu cho nhận xe mọi người nha. Còn đối với SHMO màu trắng nữa mọi người nha. Màu trắng nó về một lô trong đó luôn, thì hôm nay em xả cho mọi người luôn, còn lại 57 triệu bao VAT. Bây giờ anh em nhắn tin nha, ở trong này nó hơi tối nha mọi người. Tối một tí nha. Còn đối với phiên bản SH màu bạc nè, màu bạc với màu xám xi măng mọi người. Hai phiên bản ABS này thì hiện tại giá là 63 triệu mọi người nha. Đó, bao VAT luôn. Còn Vision thể thao thì hôm nay về cũng khá là nhiều nha. Thể thao 37 triệu mọi người nha. Đó, Vision thể thao 37 triệu giảm 1 triệu nha mọi người. Liên hệ trước em sẽ giảm cho em 1 triệu luôn. Còn đối với AB mọi người, màu đen nhám ở trong á thì hiện tại giá 42 mọi người nha. Ad 150 thì là hôm nay còn 41 mọi người nha. Còn Winner V3 37 triệu mọi người nha, ABS nha. Đó, Vision SHMO màu bạc này, 63 mọi người nha. Giá bao VAT cho anh em luôn. Góp thì đưa trước cho em tổng khoảng 5 triệu trở lên là nhận xe nha. Thôi, tiếp tục xả một lô SH mọi người nha. SH thì anh em mua khá là nhiều nè. Thì hiện tại là SH125 á thì nó có 3 loại mọi người nha. 125 CBS 2024 em giảm cho anh em luôn. Đợt này về lô khá rẻ luôn, 73 triệu bao VAT mọi người nha. Đó, còn SH160 CBS thì là 90 triệu mọi người nha. Còn đối với bản ABS á, 160 nó sẽ có là 100 triệu cho đến 102 triệu nha. Màu trắng với màu xám xi măng là 102 mọi người nha. Đó, còn đời 2023 cũng còn luôn, 101 triệu bao VAT cho anh em luôn nha. Đó, SH thì cứ đưa trước cho em 15-20 triệu là nhận xe nha. Rồi, ở đây thì S150 mọi người. 155. 155 ABS mọi người nha. 50 triệu mọi người nha. Còn một lô mà mới về này, Ad 155 2023 này, cao cấp á. 44 triệu mọi người nha. Khóa thông minh nha. Sirius 2024 mọi người nha. 22 triệu bánh mâm mọi người nha. Bánh AB 2025. AB 2025 này, 41 triệu mọi người nha. Màu đủ màu nha mọi người. 25 160 có hết á. Màu xám xi măng này á thì là 43 triệu mọi người nha. Đó. Còn đối với phiên bản 2025 màu đen bóng thì là 41 mọi người nha. Đó. Còn đối với Vision này, cao cấp là 32 triệu mọi người nha. Rồi, ở đây có Vario này, Vario khóa thông minh 39 triệu mọi người nha. Khóa thường sơn lên như vậy là 37 triệu mọi người nha. Đó. Ở đây thì một lô Vario nữa. Future trắng thì 37 mọi người nha, bánh mâm nha. Đó, Sonic á thì hôm nay giảm cho anh em còn 47 luôn nha. Đó, trả trước 8 triệu nhận xe nha. Bên này có Sachia này. Sachia thì hiện tại tiếp tục xả cho anh em luôn. Còn 40 triệu mọi người nha. 39 đến 40 thôi nha. Liên hệ trước đi. Rồi, quay alpha. Quay alpha hiện tại giá là 18 triệu anh. 18. Quay alpha thì trước 2 triệu nhận xe nha mọi người. Okay. Đó, màu nào cũng được nha. Ủa, trời. Còn future màu trắng này giá 37 triệu mọi người nha. Đó, 2024 nha. Riêng về lô Vario này nè em. Vario này. Có nhu cầu thì mình cứ nhắc lại một lần nữa giá của nó. Khóa thông minh là 39 triệu mọi người nha. Em sơn lên như cái màu này nè là cộng cho em 1 triệu tiền sơn mọi người nha, là 40 mọi người nha. Đó, còn khóa thường hồi nãy giờ em cũng có khá là nhiều khóa thường là 36 rồi mọi người nha. AB 2023 25 này mọi người nè. Đó. Đèn bóng 41 triệu mọi người nha. Còn nếu mà anh em lấy 2023 thì màu xanh với màu đỏ thì là chỉ có 40 triệu thôi mọi người nha. 40. Cái màu xanh AB đặc biệt là 42 triệu mọi người nha. Đó, đó là 2025 á anh em. Có cái màu xanh tương tự giống như AB 160. Vision thể thao á thì Vision thể thao 37 triệu mọi người nha. 37. Còn đối với phiên bản AB là 40 mọi người nha, màu xanh 2023. Đó. Màu trắng sơn này lên mọi người nè, 37 triệu mọi người nha. Sơn 3D 37 triệu mọi người nha. Vàng cát thì là 40 triệu mọi người nha, khóa thông minh nha, sơn 3D lên luôn nha, bao màu sơn cho mọi người luôn. Future xám xi măng nha. Đây, future này giá 38 triệu mọi người nha.
sơn lên bánh mâm mọi người nha. Lấy bánh căm thì tầm 35 thôi mọi người nha. Đó. Màu đỏ nhiêu ta? Màu đỏ thì là 37 mọi người nha. Đó, 37 triệu một chiếc mọi người nha. Và ô xanh trắng. Con này hôm nay em giảm cho anh em còn 37 luôn mọi người nha. Góp đưa trước cho em 3 triệu nhận xe. Ad 150 à. 150 thì hiện tại giá nó chỉ có 40 triệu thôi, 41 triệu mọi người nha. Khoa Vision cao cấp thì 32 triệu, đặc biệt là 34 triệu 500 mọi người nha. Cứ trả trước cho em 2 triệu thôi là nhận xe nha. Rồi, ở đây có Vario đen nè mọi người này. Mấy cái loại khóa thường 2024 mọi người nha. 36 triệu mọi người nha, bao VAT cho anh em luôn. Góp thì đưa trước cho em tầm khoảng là 3 triệu nhận xe nha. AB160 xám xi măng có luôn mọi người nha. 59 triệu mọi người nha. 59 triệu. Ở 2025 nha anh em. Sport mọi người nha, phiên bản thể thao nha, 2025 nó, nha. Nó giống y như bản 125 luôn. Y chang 125 thôi. Nó khác 125 và 160 thôi. Rồi, Pirus bánh căm á thì hiện tại giá nó chỉ có 19 triệu mọi người 19. Nha. Còn Quenfa thì 18 mọi người nha. Góp thì đưa trước cho em 2 triệu nhận xe. Winner V4 CBS hiện tại giá 34 triệu mọi người nha. Bao VAT luôn, cũng đưa trước 3 triệu cho em là nhận xe mọi người nha. Đây có BC One mọi người nè. BC One hiện tại giá giảm cực mạnh luôn, 29 triệu 500 mọi người nha. Màu xám xi măng, màu cam, có màu đen nữa mọi người nha. Đó, anh em mà có nhu cầu mua xe này thì em giảm cho anh em còn 295 thôi, bao VAT cho anh em luôn. Đó, góp cũng đưa trước cho em 3 triệu nhận xe nha. Đó, hiện tại giá của future trắng mọi người về cũng khá nhiều nha mọi người. Nói chung là future đợt này về nhiều lắm. Về kinh chính nhiều lắm. Nên là anh em mà giảm còn 37 triệu bao VAT bánh mâm mọi người nha. Đó. Còn đối với dòng bánh căm thì là 34 triệu mọi người nha. Đó, giảm 1 triệu cũng 33 triệu thôi. Góp đưa trước cho em tầm 3 triệu trở lên thôi. Dòng xe từ mà một kho này anh em cứ 3 triệu thôi là em mua được khá là nhiều xe mọi người nha. Hỗ trợ trả góp cho anh em từ 18 đến 60 tuổi nha. Liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho anh em 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe mọi người nha. Có thu xe cũ được xe mới luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Em sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha.